Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm món chè sen. Mình sẽ cho đậu xanh vào nhé. Và đây là sen. Đây là hạt sen các bạn ạ. Hạt sen thì mình đã bóc sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào đun thôi. Thơm lừng lên này. Cái bọt này mình sẽ hớt vứt đi. Bỏ nước ra xong em tra ấy, em khuấy với lại cốt với lại đường. Đỗ nó cũng vừa rồi. Tầm đã. Ok mọi người nhá, sau đây thì mình sẽ chắt nước ra này. Mùi của đỗ và mùi của sen rất là thơm luôn. Em nói đây là hạt sen tươi chứ. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vào để cà. Tiếp theo thì sẽ đổ nước cốt dừa. Sau đây thì mình sẽ đổ nước vào nha. Ok mọi người nhé. Sau đây thì mình sẽ cho bột sắn dây vào này. Bột sắn dây thì trong chè nó sẽ có độ sánh. Ta không thích muối, ta cứ để đấy cho nó vón cục vào, ăn cho ngon. Ok mọi người nhé, sau đây thì mình sẽ cho trân châu vào nồi này. Và mình sẽ đun lên này. Mấy đều. Đây thì mình sẽ lọc nước. Tiếp đó thì mình sẽ cho vào bát đá để trân châu có độ dai. Ok mọi người nha, sau khi đã nấu xong này, mình sẽ cho ra bát. Thơm lắm các bạn ạ. Nồi chè sen.
nước con dừa. Và sữa. Nồi chè sen của mình đã hoàn thành các bạn ạ. Nồi chè sen này có sắn dây này, đỗ xanh này, trân châu, thạch, nước cốt dừa, cộng với đó là sữa đặc nữa, rất là thơm.